Vậy chị cố gắng cầm cho nó đỡ rung chút xíu ha. Dạ. Dạ, vậy là chị đang ở ngoài rẫy rồi, không có chỗ gác máy ha. Dạ. Dạ. Em ở trong rừng, trong rẫy anh. À, chị ở tỉnh nào chị? Em ở tỉnh Đồng Nai ạ. À, rồi à, bây giờ mình vào câu chuyện luôn chị nha. Dạ, chị cho em biết tên của chị ạ. À. Dạ, em tên là Trần Thị Kim Liên mà người nuôi em á, lấy tên họ của người ta. À, vậy là đổi lại tên gì chị? Dạ, hồi trước em còn nhỏ em thấy trong tủ có cái giấy chứng sinh mà người ta cất trong tủ á, tên em là Nguyễn Thị Hiên. À, Nguyễn Thị Hiên là tên Dạ. tên trước đây á. Dạ, ở nhà À. dòng, chắc nhà dòng đưa họ xin tới nhà dòng. Họ xin em về nuôi rồi nhà dòng cắt sơ đưa cái giấy chứng sinh đó cho họ đó. Dạ. Mà Phải nói phải sơ nói mà người người mà kêu mang em á, nuôi em trong nhà dòng á, sơ sơ mất rồi. À, vậy chị là sinh năm mấy chị? Em cũng hồi đó em cũng nhớ sơ chết rồi mà hồi đó giải phóng sơ chợ sợ bị bắt á, rồi giấy tờ sơ đốt hết rồi. Thì có em thấy người người mà nuôi em có mỗi cái giấy chứng sinh đó thôi, là sinh năm 1973 Dạ, 1973. Dạ. ngày 26 tháng 3 họ lấy theo cái giấy chứng sinh đó. Dạ, sao không kêu bằng ba mẹ nuôi mà kêu họ? Tại họ đối xử với em độc ác quá. Vậy hả? Nhưng mà dù sao thì người ta cũng nuôi mình được lớn như vậy, để thành người như vậy, chứ nếu họ không nuôi thì chắc mình chết queo rồi. Sơ không có sơ nuôi em làm sao có họ mà có cho họ tới họ xin. Thôi được rồi, thôi em không có nói điều đó nữa, không nói lý với chị nữa. Thôi nói chung là mình cái gì mình có thể mà tạo cái năng lượng tích cực đến cho nhau thì tốt hơn. Và chị kể cho em nghe trong cái quá trình mà chị biết thông tin gì về gia đình và câu chuyện của chị ra sao, chị kể em nghe. Em chẳng biết gì hết. Vậy rồi chị có nghe kể lại như thế nào không? Không. À, hàng xóm họ chỉ hỏi em có biết ba mẹ ở đâu không? Em nói mãi em không có nói. Vậy thì chắc là cuộc đời chị cũng khổ lắm ha, nên là chị mới 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 có cái ký ức không có đẹp như vậy hả chị ha. Rồi ba mẹ nuôi của chị sinh chị về lúc bao nhiêu tuổi? Người ta hỏi má em không có chồng, má em có người con riêng, sinh sau em 6 tuổi. Người ta hỏi hàng xóm, người ta hỏi má em nuôi em từ lúc mấy tuổi. Em chỉ nghe là lúc em mới chập chững biết đi. Dạ. Vậy có nghĩa là ba mẹ nuôi chị sinh chị về lúc đó chị mới chập chững biết đi. Dạ. Vậy có biết sinh ở cô nhi viện nào không? Ngay đây à, ở Hồ Nai ở Tràng Bom á anh, nhà Ở Tràng. dòng Chúa Giêsu, nhà dòng hồi xưa là Nazareth Chúa Giêsu linh mục, nhưng mà sau này đổi lại là nhà dòng nay Chúa Giêsu linh mục thành ở ấp Thanh Hóa Hồ Nai Ba, Dạ. huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Hàng năm nào mới sơ các sơ trong nhà dòng cũng hồi trước kiếm cho người đi kiếm em, liên lạc với em là hồi đó có sơ đi tu mà ở gần nhà má nuôi em á, rồi gọi em về mỗi một năm họp mặt vậy đó, các con là các cháu nữa. Tập trung về hết đâu như là hai mươi mấy gia đình đó, Dạ, tập trung về nhà rồi, dòng hết, rồi, năm nào vậy, cũng vậy, vậy chị cho em cứ gần hỏi nè, dạ, giờ chị cho em hỏi là chị có tìm hiểu xem ngày xưa là ai đưa chị vào gửi và gửi trong cái hoàn cảnh thế nào, chị có nghe sơ nói lại không? hồi đó là chiến tranh, mới sơ nói chiến tranh rồi thì chạy loạn rồi cha mẹ gửi vô đó.
xong rồi giải phóng xong rồi không thấy tới tìm con nữa. Có mấy anh chị kia thì cũng có cha mẹ tới tìm con, còn những người nào mà không có ai tới kiếm con thì mới sơ đưa đi nước ngoài, còn không hễ mà có ai tới xin về nuôi thì mới sơ cho xin về nuôi vậy đó. Dạ, vậy rồi ba mẹ nuôi chị tới xin chị về nuôi, lúc đó chị mới chập chững biết đi. Dạ. Dạ, vậy là sau giải phóng ba mẹ nuôi chị mới tới xin nè. Dạ. Dạ, vậy thì được phỏng đoán là chị sinh năm 1973 và Dạ. tên của chị là Nguyễn Thị Hiên, là Hiên Dạ. là tên tên chính của chị. Dạ. Dạ, rồi ok chị, vậy bây giờ chị dựa vào cái mốc thời gian. Rồi có ai mà lên tiếng á, thì em sẽ báo cho chị biết. Cũng hy Dạ. vọng rằng á, hy vọng rằng là tên Nguyễn Thị Hiên đó là cái tên gốc của chị để cho ba mẹ nhận diện ra. Dạ, có cái tấm hình em hồi còn nhỏ em có gửi qua Zalo cho anh đó. Dạ. Rồi vậy cũng hy vọng là cái niềm vui và tin vui đến với chị trong năm mới nha chị nha. Bây giờ là chị ở trên rẫy, là chị ở cho người ta hay là ở cái rẫy của chị? Em ở rẫy của nhà em á. Rồi hiện Em tại lấy là chồng. Em lấy chồng xong rồi cha mẹ chồng cho đất xong rồi em ở đây em làm trong bây giờ chị được mấy người con rồi? rẫy. Dạ em có hai cháu rồi. À, hai Cháu cháu. đa có chồng có gia đình, có hai đứa cháu ngoại, còn một cháu thì đang đi học đại học. Rồi, vợ chồng sống có hạnh phúc không? Dạ cũng hạnh phúc, hai vợ chồng làm ăn rồi cũng gây dựng, cũng có một số đất. Ồ, tốt quá. Đó, chị thấy không? Thì ông trời ông cũng bù đắp cho mình, bây giờ có gia đình hạnh phúc, có con cái này kia đó. Và cũng tốt Dạ. chứ có nhiều người cũng đâu có được như chị đâu. Dạ. Đó, nên là đừng có tủi thân nữa nha. Này Tại họ nghĩ tới mình mồ côi mà họ không có yêu thương mình, họ còn dùng những cái lời nói là làm cho mình nhớ. thôi việc đó nó qua rồi chị, qua rồi, bây giờ là coi như mình cũng có gia đình riêng mình rồi, đâu có phụ thuộc này kia nữa đâu, nên thôi bỏ qua đi chị nha. Rồi cũng hy vọng là chị sớm kiếm được gia đình. Rồi có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho chị hay. Thì cái thông tin cơ bản của chị đó thì là đang nghi ngờ chị sinh năm 1973. Tên của chị là Nguyễn Thị Hiên. Hiên là ở ngoài mái hiên đúng không? Là mái hiên đó. Và được gửi vào cô nhi viện ở Biên Hòa Đồng Nai. Cô nhi viện tên gì chị? Cô nhi viện nhà dòng Chúa Giêsu Linh Mục Địa chỉ là ở đâu chị ha? Hiện tại thì bây giờ là địa chỉ ở đâu? ở Thanh Hóa, xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Rồi cũng hy vọng là gia đình chị nghe được câu chuyện này. Nếu ba mẹ không còn thì có các anh chị thì có thể là nhận diện ra khi mà ba mẹ kể lại cho các em của chị sau này nghe thì có thể để nhận diện ra đó. Rồi vậy chị nghỉ ngơi nha. Đã nấu cơm chưa chị? Dạ em đang cũng chưa nấu cơm, có hai vợ chồng em ở trong rẫy nấu buổi trưa ăn buổi tối luôn, không có nấu buổi tối khỏi nấu. Vậy rồi ở nhà nuôi chó nhiều vậy đó hả? Nó cắn nhau tùm lum vậy đó hả? Mấy con chó nhỏ nhỏ, chó gọi là mình đi làm xa có nó sủa đêm hôm vậy thôi. Vậy cho nên là chị phải ra ngoài vườn để chị nói chuyện, ở trong đó nó ồn quá đó ha. Dạ. Rồi ok chị, vậy nha, chúc mừng năm mới chị, có tin gì em báo cho chị hay nha. Bye bye chị. Dạ. Em chào anh, mọi sự nhờ anh giúp đỡ cho em nha. À quên nữa, thường thường á thì là để mà cái hiệu quả cho công việc á thì thường là người ta có cái hứa cái sự hậu tạ cho người báo tin á, để cho có ai nghi ngờ ở đâu đó thì người ta báo cho mình. Còn trong trường hợp của chị mà chị khó khăn này kia vậy thì em xin đính ra hậu tạ cho người báo tin dùm cho chị ha, thì có ai mà tìm được À, gia nếu mà đình. ấy thì em có nhiều em tiền ở trong nhà em có nhiều em hậu tạ hết bấy nhiêu, 50 triệu cũng được.
Rồi chị, tội nghiệp chị lắm. Rồi trường hợp của chị khó khăn như vậy thì để em lo cái việc đó cho. Thì nếu ví dụ như có ai báo tin đúng cho chị thì em xin hậu tạ cho người ta là 10 triệu đồng để cho người ta có cái chi phí người ta Anh đi xác minh bởi á. vì anh địa chỉ thì anh biết địa chỉ nhà dòng các sơ đó, anh có thể đến đó. Cũng gần lắm, ngay mặt đường quốc lộ, mặt đường quốc lộ 1 luôn, dễ Dạ tìm. dạ không, nói chung là em cập nhật lên cộng đồng rồi có ai biết thì người ta báo cho mình thôi chứ em không phải kiếm bằng hình thức đó. Dạ không, dạ rồi có gì thì chúng ta sẽ liên hệ tiếp, có ai báo gì thì em sẽ cho chị hay nha. Dạ rồi, dạ, em chào chị nha. Dạ Rồi em chào anh, dạ em dạ chào bye anh. bye. Dạ bye bye. Rồi trước tiên là chị cho em biết tên của chị ạ. Chị là Trần Thị Thu Thủy. Dạ. Rồi chị Thủy hiện tại là ở tỉnh thành nào? Bình Chánh, Sài Gòn. À, rồi hôm nay chị Thủy kết nối là để kiếm ai chị ha? Chị kiếm em là một cha khác mẹ. À, kiếm em một cha khác mẹ. Người Dạ, người em đó tên gì và sinh năm mấy ạ? là bởi vì cái này cái thời chị còn nhỏ thì là chị nghe bà già thì là ba là có đứa con rơi, mà thời đó là ba đứa con rơi thì bắt đầu ba chết đi thì mẹ là có tới cái chỗ đứa em đó, mà đứa em đó thì lại là mẹ, sinh ra được mấy tháng là mẹ chết, mà ở với bà Dũ với ông Cầu. Ở với ông Cầu rồi cái thời bắt đầu giải phóng cái á thì là mẹ có tới tìm thì là đã đi nơi đi khác rồi. Dạ, rồi dạy cho em biết là hồi đó ba chị quen cái người phụ nữ đó tên gì? Nói chung là cái thời đó kiểu mình cũng nhỏ, mình cứ nghĩ là chắc cũng là khó biết và khó tìm nên thành ra là cũng hỏi mẹ. Mà Rồi. sau là giờ mẹ chết đi, nhưng mẹ có tới đó thì mẹ nói là đứa nhỏ đó là ông già là Trần Ngọc Lân, nhưng bà Rồi, mẹ rồi đó là chị ơi, rồi bây giờ vậy nè, bây giờ vậy chị nếu không biết tên thì chị nói là không biết cho nó khỏe để em còn biết đường em hỏi về việc khác. Chứ chị nói vòng vo hồi là không ai hiểu ra cái việc gì hết. Ví dụ như là chị không biết được tên của người mẹ đó là chị nói không biết. À, thì Mẹ là không biết nhưng tên đứa em là tên đứa em là tên của người con đúng không? người con là biết. Giờ hồi nãy em hỏi tên người con chị cũng không nói cho em hay nữa. Ừ. Thì em hỏi tới đâu chị trả lời tới đó thì nó mới dính liền với nhau chứ. Dạ. Dạ vậy tên người con đó là tên gì? Tên người con là Nguyễn Trần Ngọc Minh. À, Nguyễn Trần Ngọc Minh sinh năm mấy? Sinh cái năm thì hôm đó mình cũng có hỏi mẹ, mà chắc đứa nhỏ nó sinh thì sinh từ năm một là 70 71 á, cờ đó 70 71 72 Dạ. trong cái đó Dạ 70 hoặc là 71. Dạ. thôi. Và được sinh ra là ở địa phương nào? Ở Đà Nẵng mà ở Sông Trà. Sông Trà Đà Nẵng. Sông Trà Đà Nẵng. Dạ. Và thân nhân của cái người mẹ đó có ai tên gì chị có nắm được không? Nói lúc đó là nó ở với bà Dũ với ông Cầu, mà bà mẹ thì mình cũng hỏi bà mẹ là ông là tên gì cũng hỏi đó. Dạ. Ừ. Vậy có nghĩa là không biết được thân nhân là tên gì, Tên chỉ gì biết và chỉ biết được tên của người em của chị là tên Nguyễn Trần Ngọc Minh, sinh khoảng chừng 70-71 ở sông Trà Đà Nẵng. sông ra Dạ. Đà Nẵng Và có cái hoàn cảnh là khi sinh ra thì người mẹ đó cũng mất luôn. mất sinh được mấy tháng, mẹ mất ở với ông Cầu với bà Dũ. Rồi, đó cái hoàn cảnh là nó như vậy. Dạ Dạ. Còn cái trong cái mối quan hệ thì hồi đó ba chị đi lính ở đó hay là như thế nào mà quen biết trong với nhà mẹ? nhà ở Đà Nẵng luôn, nhà ở Đà Nẵng luôn, À nhà ở đó. Dạ nhà dạ. Dạ. nhà cha là ở Đà Nẵng mà ở tại Ừ. khu vực ngủ Đà Nẵng trong Dạ. đó, khu vực ngủ Đà Dạ. Nẵng trong đó. Rồi ok chị, vậy thông tin cơ bản thì em đã nắm được như chị nêu trên thì cũng hy vọng rằng là đủ duyên để cho em chị nghe được câu chuyện này. Thì chị cũng coi lịch em hoài ngày đêm, mà chị cứ trông là cho, bởi vì mình giờ đứa em là giờ nó không biết quê hương, không có anh em á, vậy chị nó Dạ. có anh em nhiều thì được, giờ một mình nó sợ nó bơ vơ, Đúng rồi nó rồi. cũng mình đi coi thầy thì nói nó đi tìm dòng họ dữ lắm mà nó không tìm ra, thì Dạ. giờ mình muốn để cái thấy cái kinh của em vậy thì đăng lên để tìm cho em về biết cội nguồn anh em của tôi á.
Dạ. Tôi thì nói là ở với có thể đã lớn lên là nó ở với ông cầu đó, Dạ, à, từ cho bà em chị hỏi. thì tôi À, cho em hỏi tên của ba chị nữa. Để biết đâu được bà bên ngoại có là kể bà nha. chị là Trần Ngọc Lân À, Trần Ngọc Lân. Dạ. Lân, mà là mà tên của nó là lấy vô cái chữ Hồng Nguyễn nữa là Nguyễn Trần Ngọc Minh. Dạ, rồi, ok chị. Rồi 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 em cho có duyên để gia đình gặp được em á, rồi Dạ. em năng lên là nếu ai biết được đứa em thông tin đứa em thì 10 triệu để cho người người tìm á, người báo tin Dạ, á, 10 hậu triệu tạ cho người báo tin ha. Dạ dạ. ta người báo tin 10 triệu. Dạ. Rồi, ok nha chị. Rồi có tin gì em báo cho chị biết nha. Chào Có chị tin gì em nha. bảo cho chị, Dạ chị dạ. ngày đêm là coi mà chị cứ trông để tìm coi nó có đăng lên không, bởi Dạ. mình không biết tên mẹ tên nó, mình đang coi hoài mà cũng thấy nó lên, thì hôm giờ là chị mới nói thôi giờ mình đăng lên, nhiều khi đợi em nó tìm nữa, Dạ. nó coi nó biết nữa, nó Dạ. là con trai Dạ dạ. đó. Rồi. Ok chị, rồi bye bye chị. Chị Dạ cảm dạ. ơn nha, Dạ dạ. tin Dạ. cho chị nha. Dạ dạ dạ. Rồi chị cho em biết tên của chị ha. Chị tên là Nguyễn Thị Loan, À, chị Loan là sinh năm mấy chị Loan? chị sinh năm 70 75, Dạ. Hiện tại là chị ở tỉnh nào? chị ở tỉnh Đồng Tháp, Dạ. ở Rồi, vậy hôm nay chị Loan kết nối là để kiếm ai? chị kết nối để tìm cha với mẹ với hai chị. Dạ. Rồi chị có thông tin gì về cha và mẹ và tình trạng thất lạc của chị ra sao? Chị có thông tin mà lâu rồi, rồi giờ chị cũng đã biết, cũng như người này kia nói á, chị cũng biết tại hoàn cảnh chị cũng khổ lắm. Tại hồi đó như bà mẹ chị hô nói là đi vượt biên hay gì đó, là bỏ lại bà chị em rồi cho cô Út, rồi cô Út không có nuôi, cô Út đem cho, rồi cũng như cho như vậy là cho chị tới người này là người thứ ba lắm, À. như cho từ Sa Đéc á, nói là ở quê nội ở Vĩnh Long mà đem qua tới là Cầu Bắc Cầu Lãnh á, là cho được hai chị rồi, mà chị thì lúc đó quá nhỏ, hai chị kia thì lớn, rồi chị ôm cô Út quá khóc quá rồi cho không được, rồi tới chừng cuối cùng rồi cũng cho được, rồi cho chị, rồi cho cái bà đó hay cho cái bà ở bên Mương Điều á, rồi bà bên Mương Điều á mới sinh sinh rồi cái đầu bà mới cũng như nghe bây giờ cũng như nghe ba chị sau này qua sinh lại á, cái bà đó bà cởi là nói là cũng như chị biết hồi lúc chị 17 tuổi lận mà cũng như chị không muốn nói. Tại đó chị có cái bà em bà nội á kể cho chị nghe, mà chị sợ ba mẹ buồn mà chị cũng không hỏi, rồi tới giờ Dạ. rồi ba cũng nói, mà chị cũng ba nói thì nói chứ chị không có dám hỏi, Rồi. nói thì chị Rồi, để em nhắc chị mấy chỗ thế này nè. Thứ nhất á là cái sóng của bên chị yếu, vì vậy cho nên là chị đừng có lắc người nhiều ha, đừng có lắc người nhiều, chị ngồi yên tĩnh giùm em và đừng có ngước mặt lên trời như thế này nó xấu nha chị nha. À, nhìn nhìn thẳng vô em nè. Rồi, vậy là có nghĩa là theo như chị chia sẻ và chị có nghe thông tin là trước đây là ba mẹ chị đi vượt biên. Vì vậy cho nên là đã gửi ba chị em của chị cho dì Út nuôi. Và dì Út nuôi không được thì lại... À, cô Út nuôi thì cô Út nuôi không được lại cho người ta. dạ. Lúc đó Dạ. cô Út mua con gái gì đó Dạ. Rồi cho em hỏi. cho, Vậy bây giờ chị có liên lạc được với cô Út không? Và lâu nay chị có biết cô Út là ai là ở đâu không? không thì không biết. À, chị nghe người ta nói lại là cô Út mày cho. Vậy thôi chứ cũng không biết cô Út là ai. Sau này cũng như cái người mà sinh đầu tiên á, cái cho người Cao Lãnh Mưng đều cho qua Cao Lãnh, rồi cái nghe ba chị ở dưới Mỹ Quý á đi lên đám cưới đó, cái đầu bà bên Mương Điều á, bà nghe là bà con đó nói ba chị không con rồi đó, cái mới lên Rồi. bắt lại. Dạ, rồi chị cho em hỏi nè. Vậy thì chị có nghe thông tin là thân nhân của gia đình chị có biết được tên ai không?
Không, chị lúc đó chị nhỏ quá, chị có 2 tuổi mấy, 3 tuổi gì trở lại hả? Nhưng mà rồi nghe người ta kể, ý là có nghe thông tin gì không, người ta có kể gì không Không, chị cứ nghe vậy á? thôi, cũng như là bây giờ là cũng như 2 người sinh trước, chị cũng biết 2 người đó luôn, chị cũng có tìm hiểu. À, nay cũng là lâu rồi nhưng mà chị tìm hiểu tới 2 người đó sinh chị đầu tiên rồi với ba chị sau này, thì thôi giờ chứ không có tìm hiểu tới cha mẹ rồi. Rồi, rồi có nghe nói là cô Út là ở đâu không? Nghe nói là quê nội là ở Vĩnh Long á, Quê chị nội thấy Vĩnh Vĩnh Long. Long. Rồi vậy là có nghĩa là cô Út cũng ở dưới đó luôn. Dạ, tại vì bên nội là nghe nói Rồi vậy thì cái câu chuyện của chị ấy, thì chỉ có một cái là bây giờ á, là ai nằm trong cái hoàn cảnh mà trước đây cho ba người con như vậy đó, gửi cho cô Út ba người con như vậy đó, hoặc là may mắn thì là bên cô Út của chị, bên nội của chị nghe được thì người ta lên tiếng. Rồi chứ còn ngoài ra nữa thì cũng không có cách nào khác hơn cả. Thì có ai mà nằm trong cái hoàn cảnh đó, có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho chị Loan hay nha. ba cũng nói là khi cho là ba qua sinh lại là cái bà cái người sinh trước á nói là cho tới mấy chục bộ đồ lận mà ba không có lấy bộ nào hết trơn, lấy con bộ mặt mình thôi, nói cho lắm. Rồi, ok chị. Vậy đi, thì có ai báo gì thì em cho chị hay nha. Rồi, vậy chào chị nha. Chúc mừng năm mới chị nha. Cảm ơn chú á. Bye bye chị.